Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hôm qua thì em có livestream trực tiếp để báo giá cho các bác, nhưng mà cái chất lượng mạng nó không được ổn định, xem rất là khó chịu. Thì cũng không biết là các bác có theo dõi được hết không. Thì hôm nay em quay cái video cập nhật lại các cái mẫu TV mà có nhiều người quan tâm, từ size 32 cho đến 65 inch. Có nhiều bác quan tâm các cái mẫu TV đó và cập nhật giá để các bác tham khảo. Bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác có thể gọi về số tổng đài, đó là 0974178586, hoặc là số Zalo sẽ 0986400890. Bác nào yêu quý em cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Sau đây em sẽ bắt đầu vào video mới trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ quay dòng TV của Samsung trước. Có rất là nhiều bác quan tâm dòng Q60B của Samsung thời điểm hiện tại, cũng như là dòng Q60B bây giờ ấy, thì đang là cái mẫu TV mà giá thành rất là tốt, màn hình đẹp, màn hình QS của Samsung. Mẫu đầu tiên sẽ là mẫu 55 Q60B của Samsung. Màn hình QS có thêm cái lớp chống lượng tử giúp cho hiển thị 100% giải màu, màu sắc đẹp hơn, độ tương phản cao hơn so với cả mẫu 4K thường. Mẫu 55Q60B thì hiện tại đang bán giá thành trừ hết quà rơi vào là 12.100.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền 2 màu và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, có hỗ trợ Dolby Atmos, rồi âm thanh theo chuyển động OTS, có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Đây là mẫu màn hình 55Q60B. Mẫu ra mắt trong năm 2022 của Samsung, bảo hành là 2 năm, giá là 12.100.000. Thiết kế là viền mỏng, viền bằng nhựa và chân đế thì để ở chính giữa, chân đế bằng nhựa, nắp nhựa. Mẫu 55Q60B. Thấp hơn một chút, mẫu 55Q60B thì sẽ là mẫu 55BU8000. Dòng 55BU8000 thì màn hình độ phân giải là 4K. Dòng này không phải dòng TV QF, dòng này dòng Crystal UHD của Samsung. Màn hình 4K, tần số quét 60, công nghệ nét viền một màu và tấm nền VA. Âm thanh thì nó cũng sẽ có tổng công suất là 20W, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Mẫu 55BU8000 này thì đang bán giá trừ hết quà sẽ còn là 10.500.000 các bác nhá, 10.500.000, bảo hành là 2 năm. Và thấp hơn mẫu BU8000 là mẫu AU7007. Dòng AU7007 thì bên em có từ size 43 cho đến 75 inch. 55 inch AU7007 thì giá rơi vào là 9.420.000, bảo hành là 2 năm. Dòng này thì cái cấu hình TV nó cũng gần giống với cả mẫu BU8000, nó chỉ khác là thiết kế dày hơn, ra mắt từ năm 2021 và nó không có cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, và cái giao diện nó cũng sẽ khác hơn. Đây là 3 cái mẫu 55 inch mà đang bán rất là tốt, giá tốt bên em. Ở dòng Q60B thì sẽ có thêm cả mẫu 65Q60B. Mẫu này cũng rất là nhiều bác tham khảo mua hàng trong thời gian này. Mẫu này thì hiện tại đang bán giá trừ hết quà rơi vào 14.050.000. Bảo hành sẽ là 2 năm, chính hãng tại nhà, mẫu 65Q60B. Độ rộng màn hình của mẫu 65 inch thì rơi vào 1m46, 1m47. Màn hình đẹp, màn hình QF, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Đây là mẫu 65Q60B. Dòng Q60B thì bên em còn cả dòng 75Q60B nữa coi nhá. Mẫu 75Q60B thì màn hình nó to hơn, màn hình 75 inch, độ rộng nó rơi vào 1m67. Thiết kế hay là cái tính năng thì đều giống nhau, đều là màn hình 4K, có cái lớp chống lượng tử gọi là quang cùng đốt ấy, thì là lớp hiển thị 100% giải màu. Rồi có cái công nghệ nét viền 2 màu, rồi tấm nền VA, âm thanh thì có tổng công suất là 20W, có hỗ trợ cả Dolby Atmos, rồi tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Dòng 75Q60B này thì hiện tại đang bán giá trừ hết quà bên em sẽ còn là 22.610.000. 75Q60B 22.610.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đây là mặt sau của TV này.
Và ở dòng TV Q60B của Samsung, màn hình to hơn 75 thì bên em sẽ có cả size 85 inch. Màn hình 85 inch 85Q60B Samsung. Mẫu này thì hiện tại giá bán đang trừ hết quà sẽ còn là 32.250.000. Màn hình to. Với cái dòng màn hình 85 inch thì các bác nên xem từ khoảng cách 4,5m đến 5,5m đổ ra thì sẽ phù hợp với mắt của mình hơn. Màn hình rất là lớn các bác nhá. Thiết kế thì hoàn toàn giống so với cả mẫu 55, 65, 75 thôi. Thiết kế giống màn hình 4K, tần số quét 60, công nghệ nét viền 2 màu, tấm nền VA, có tìm kiếm giọng đọc tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, size 85 inch, 32.250.000. Bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ bộ đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đây là mẫu 85 và đây là mẫu 75 Q60B. Bên cạnh những size to thì dòng Q60B bên em cũng sẽ còn cả size 50 inch, 50Q60B của Samsung. Màn hình nhỏ, màn hình 50 inch thì độ rộng của nó rơi vào 1m12 thôi. Màn hình QS có tần số quét vẫn là 60, công nghệ nét viền 2 màu. Về mức giá thì hiện tại mẫu 50Q60B này đang bán giá thành trừ hết quà bên em sẽ còn là 11.090.000. 11.090.000 các bác nhá. 50Q60B. Ở dòng size 50 inch trở xuống thì cái chân đế nó hơi thay đổi một chút. Chân đế của size 50 thì nó hơi rộng. Nó rộng ra hai bên và nó sẽ có cái nắp nhựa ở giữa. Còn từ size 55 thì chân đế nó sẽ để ở giữa như này. Đấy, các bác để ý cho em cái điểm khác biệt này. Từ size 55 cho đến 85 inch thì chân đế để ở giữa và nó sẽ nắp nhựa. Còn size 50 inch trở xuống thì chân đế nó để hai bên và cũng sẽ có cái nắp nhựa dài. Đây là size 50 inch này. Tiếp tục nhỏ hơn nữa thì sẽ có size 43Q60B. 43Q60B, màn hình 43 inch. Công nghệ rồi tấm nền, tần số quét, âm thanh thì đều giống nhau. Tính năng cũng đều có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Về mức giá thì dòng 43Q60B đang bán giá mà trừ hết quà hiện tại sẽ còn là 9.320.000. 9.320.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Hàng mới nguyên hộp 100%, chưa kích hoạt bảo hành. Các bác mua hàng bên em thì các bác có thể được kiểm tra trước khi nhận hàng. Các bác bóc hộp ra kiểm tra thoải mái, cắm điện thử lên màn hình ok, test hết màn hình ok các bác mới phải thanh toán. Và bên em cũng sẽ có giao hàng toàn quốc, bán hàng toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra rồi có thể check cả bảo hành nữa. Các bác gọi đến tổng đài đọc số seri là sẽ ra bảo hành. Hàng thì đảm bảo cho các bác là 100% là chưa kích hoạt bảo hành. Và sau khi mua thì bên em mới kích và kích bằng điện tử, kích theo số điện thoại mua hàng. Vì vậy khi mà kích thì các bác sẽ biết là sẽ có tin nhắn trả về và sẽ có báo là TV đã được kích hoạt bảo hành. Đấy là cái chính sách bảo hành của Samsung và bên em. Ngoài ra thì bên em sẽ hỗ trợ đổi mới trong vòng 30 ngày đầu để cho các bác mua hàng yên tâm hơn. Ngoài dòng Q60B của Samsung đang được rất là nhiều bác tin tưởng lựa chọn mua hàng trong thời gian này và cũng là giá tốt trong thời gian này thì còn nhiều bác hỏi cả dòng Q70B. Nhưng mà Q70B thì đã hết hàng rồi các bác nhé. Các bác mà đang tìm dòng Q70B thì các bác hiện tại bên em đã hết hàng và cái mẫu đó hết hàng phải mấy tháng nay rồi, khoảng 2-3 tháng rồi, không có hàng về. Vì vậy nếu bác nào mà muốn tìm dòng Q70B, các bác có thể tham khảo sang dòng 55RS03B, dòng khung tranh của Samsung 55RS03B. Mẫu này thì cấu hình của nó hoàn toàn giống với cả mẫu Q70B. Màn hình tần số quét là 120, công nghệ nét viền 2 màu, tấm nền VA, âm thanh thì có tổng công suất là 20W. Hỗ trợ đôi máy mốt. Về cái cấu hình TV thì hoàn toàn giống nhau, nhưng mà dòng khung tranh này nó còn có thêm khung tranh cho các bác này. Khung tranh trang trí này, rồi màn nhám chống chói này, giá treo này. Và mức giá hiện tại đang bán cũng rất là tốt. Hiện tại mẫu khung tranh này đang bán size 55 inch, trừ hết quà sẽ còn là 14.540.000. 14.540.000, bảo hành là 2 năm, chính hãng tại nhà. Dòng 55RS03B khung tranh của Samsung. Đây. Khung tranh nhưng mà công nghệ màn hình vẫn là công nghệ QS thôi nhá. Vẫn là màn hình QS đấy, không phải là màn hình 4K thường đâu. Tấm nền chống phản sáng, rồi giá treo, rồi khung tranh. Giá bán đang là 14.540.000.
Trên đây là những cái mẫu TV Samsung mà nhiều bác đang quan tâm, đang muốn tham khảo nhiều. Và ngoài những cái dòng này thì bên em sẽ còn rất là nhiều các mẫu TV khác, từ size 32 cho đến 85 inch của các cái model khác, dòng khác, từ dòng cao cấp đến dòng rẻ tiền đều có. Bác nào mà muốn tham khảo những cái mẫu TV khác, các bác cứ bình luận dưới video thì em sẽ trả lời các bác dưới phần bình luận. Qua dòng TV Samsung thì em đã chuyển sang dòng Sony. Sony thì hôm qua các bác cũng hỏi rất là nhiều. Nhiều bác hỏi dòng TV của Sony size 55 inch. Thì hiện tại dòng Sony 55 inch đang bán mà giá tốt, thì các bác nên chọn dòng đời 2022. Và đời 2022 thì của Sony hiện tại bên đang có dòng 55X85K. Đây là mẫu 2022 của Sony. 55X85K, màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 120, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, hỗ trợ Dolby Atmos này, sử dụng Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Mẫu 85K này thì cấu hình TV nó có thể so sánh ngang với cả dòng Q70B của Samsung các bác nhé. 55X85K so sánh ngang với cả mẫu 55Q70B của Samsung. Đều là những cái mẫu TV màn hình 120Hz giá rẻ nhất của các hãng. 70B thì sẽ là rẻ nhất của Samsung, còn 85K sẽ rẻ nhất của Sony, màn hình tần số quét 120. Mẫu 55X85K này thì hiện tại đang bán giá trừ hết quà bên em sẽ còn là 15.750. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Dòng Sony, màn 4K tần số quét 120, sử dụng Google TV, đầy đủ tính năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Đây là mẫu 85K. Thiết kế bên ngoài của mẫu này thì viền bằng nhựa thôi, nhựa và nhựa mỏng, chân đế thì để hai bên. Đây là mặt sau của TV này. Ngoài dòng 55X85K thì sẽ còn thêm một dòng nữa, đó là 55X90K. Dòng 55X90K thì màn hình tần số quét cũng là 120, nhưng mà cái công nghệ màn hình sẽ là công nghệ nét nền Full Array. Nó sẽ đẹp hơn, chi tiết hơn, độ sáng cao hơn so với cả cái công nghệ nét nền Direct của 85K. Mẫu 90K này thì cũng là ra mắt trong năm 2022 của Sony, và nó sẽ có cái âm lượng nó cũng sẽ cao hơn. Âm thanh thì tổng công suất là 30W, gồm là 4 củ loa và có tích hợp Dolby Atmos trên loa của TV, và âm thanh phát ra từ màn hình. Về mức giá thì hiện tại cái mẫu 55X90K này đang bán giá mà trừ hết quà bên em sẽ còn là 19.570.000, bảo hành là 2 năm. Đây là mẫu 55X90K. Chip xử lý cũng là chip XR trí tuệ nhận thức, cao hơn so với cả 85K. 85K sẽ là chip X14K HDR. Thì đây là hai cái mẫu 55 inch của Sony, giá đang tốt tại thời điểm bây giờ và đều là mẫu của năm 2022. Cao hơn dòng 55 inch thì dòng 65 inch các bác cũng đang quan tâm rất là nhiều đến cái mẫu là 65X90K. Đây các bác nhá, 65X90K. Mẫu này thì bán cực kỳ chạy trong đợt vừa rồi bên em. Dòng 65X90K thì giá thành đang bán chế quà sẽ còn 21.630. 21.630, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Cấu hình thì hoàn toàn giống với cả mẫu 55X90K, màn nét nền Full Array, tần số quét 120, âm thanh thì 30W. Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay đều có trên mẫu này. Giá 21.630, bảo hành là 2 năm và hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Dòng TV của Sony thì bảo hành cũng là bảo hành tại nhà các bác nhé, bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà. Các bác mua bất kỳ ở đâu thì đều có kỹ thuật của hãng về tại nhà, các bác kiểm tra sửa chữa tại nhà chứ không phải mang TV đi đâu cả. Và ngoài ra thì bên em sẽ hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu để các bác yên tâm mua hàng. Dòng Sony này thì cũng giống với cả Samsung, ngoài những cái mẫu TV mà các bác đang tham khảo nhiều ra thì bên em sẽ còn đầy đủ tất cả các mẫu TV khác. Đời 2023, đời 2022 đều có hàng Sony, rất là nhiều mẫu khác để các bác tham khảo.
Bác nào mà muốn tham khảo những cái mẫu TV mà không có trong video, các bác cứ để lại bình luận dưới video thì em sẽ trả lời các bác ở dưới phần bình luận. Qua dòng TV của Sony thì em đã chuyển sang dòng của LG. LG tối hôm qua các bác hỏi dòng 65 inch, 65 và 55 inch, rất là nhiều bác quan tâm dòng 65 và 55. Thì LG hiện tại em đang mới về dòng Nano Cell, Nano 76SVR. Đây là mẫu 55 inch này. Dòng Nano Cell này thì để mà so sánh cấu hình, nó sẽ tương đương với cả mẫu Q60B của Samsung, dòng TV QF. Nano Cell thì bản chất của nó cũng là một cái lớp phủ nano trên màn hình, giống như là công nghệ quantum dot phủ một lớp chấm lượng tử, thì Nano Cell sẽ phủ lớp nano, giúp cho hình ảnh nó độ sáng cao hơn, độ tương phản cao hơn và cũng hiển thị 100% giải màu. Thì gần như là cái tên gọi khác nhau thôi, còn về cái chức năng rồi về cái công nghệ thì đều giống nhau. Dòng 55 inch của LG, 55 Nano 76 SQR thì chân đế sẽ để ở chính giữa và chân đế hình bán nguyệt này, thiết kế rất là sang. Giá thành thì nó cũng gần tương tự với cả mẫu Q60B thôi. 55 Nano 76 SQR thì giá bán chưa hết qua sẽ còn là 12.120.000. 12.120. Và trên dòng 55 thì sẽ là dòng 65. 65 Nano 76 SQR, size 65 inch, màn hình to hơn. Mẫu 65 inch này thì hiện tại đang bán giá chưa hết qua sẽ còn là 14.160. 14.160. Giá thành thì nó cũng chỉ xấp xỉ ngang với cả mẫu Q60B thôi. Nên các bác nào mà đang phân vân giữa hai dòng Nano Cell và Q60B thì các bác có thể chọn một trong hai. Nó sẽ có những điểm khác nhau như sau. Đầu tiên là cái màn hình thì mặc dù là đều công nghệ giống nhau, nhưng mà cái màn hình của LG nó vẫn trầm hơn, nó vẫn có độ sáng thấp hơn so với cả Samsung. Vì vậy bác nào mà muốn xem độ sáng cao rồi hình ảnh nó sắc nét, nó không phải hình ảnh sắc nét mà là hình ảnh nó rực rỡ thì các bác nên chọn Samsung. Còn bác nào mà muốn xem hình ảnh nó trầm hơn thì các bác chọn LG. Và ngoài ra thì LG sẽ có thêm cái thiết kế chân khác nhau. Chân này các bác, một số bác cũng sẽ thích chân bán nguyệt hơn. Và chân bán nguyệt thì nhìn nó sẽ cũng sang hơn so với chân để ở giữa của Samsung. Và thứ ba đó là cái điều khiển. Điều khiển của LG sẽ là điều khiển chuột bay, còn Samsung thì sẽ là điều khiển chuột sạc pin năng lượng mặt trời. Hai cái mẫu đó thì hai điều khiển dòng khác nhau. Các bác nào thích điều khiển kiểu gì các bác có thể chọn hãng đó. Đấy là những cái điểm mà các bác có thể dựa vào để các bác chọn. Hoặc nữa, có một điểm nữa đó là về cái chức năng. Dòng Nano 76 SQI thì như bên hãng công bố thì em không thấy nó có cái hỗ trợ Dolby Atmos. Trong khi đó thì dòng Samsung Q60B của Samsung ấy thì sẽ hỗ trợ Dolby Atmos. Đây cũng là một cái điểm khác nhau để các bác so sánh. Ngoài ra thì các tính năng khác đều giống nhau. Ví dụ như là hỗ trợ kết nối sang điện thoại qua AirPlay 2 thì hai cái mẫu TV này đều có. Dòng Samsung có mà dòng LG cũng có. Thì đều hỗ trợ kết nối sang điện thoại, sang máy tính thì đều rất là ok. Và chức năng sử dụng tìm kiếm giọng nói thì cũng đều ok. Qua dòng Nano Cell của LG này thì một số cái mẫu giá thấp hơn, đó là 65 UQ8000. Mẫu 65 inch, dòng UQ8000 của LG thì hiện tại bên em vẫn còn hàng, giá đang bán là 12.300. Giá thành dòng giá rẻ của LG. Mẫu này thì cũng sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rồi và điều khiển chuột bay Magic Remote. Màn hình 4K, tần số quét 60, đây là mẫu giá rẻ của LG, UQ8000. Còn muốn đời cao hơn thì các bác có thể tham khảo lên cái mẫu QNET 80 SQR, 55 inch và 65 inch của LG. Mẫu này thì màn hình cao hơn hẳn rồi, màn hình đẹp hơn, mà giá thành nó cũng sẽ cao hơn. 55 QNET 80 SQR và 65 QNET 80 SQR, hai mẫu TV đời cao của LG, màn hình đẹp. Trong cái phân khúc mà giá thành 65 inch đến dưới 18 triệu đổ về thì 65 QNET 80 SQR mẫu đẹp nhất. Còn 55 inch thì cùng phân khúc so sánh sang cái mẫu TV như Q70B hay X85K thì mẫu 55 QNET 80 SQR này là mẫu đẹp nhất. Mẫu đẹp và giá thành tốt các bác nhá. Và qua dòng TV của LG thì tiếp tục em sẽ chuyển sang cái mẫu TV khác size 43 inch. Hôm qua có rất nhiều bác hỏi dòng 43 giá rẻ thì hiện tại em đang có hai mẫu 43 của Chieco. Đây,
43 Chieco, mẫu hàng của Việt Nam, 43S 9005. Sử dụng hệ điều hành là Android. Các bác chờ một chút em sẽ bật TV lên. Đây. Mẫu Chieco. Mẫu này là 43S5000. À 43S9005 các bác nhá. 43S9500B. Dòng Chieco 43 inch Smart. Sử dụng hệ điều hành là Android. Màn hình độ phân giải là Full HD, tần số quét 60. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có kết nối Wi-Fi Bluetooth. Giá thì đang là 4.3 triệu. Đây là mẫu 43 inch, giá rẻ. Rẻ hơn dòng 43S9500 này thì hiện tại bên em còn mẫu 43 của Chieco nữa, đó là 43 BU43C, dòng này sẽ không có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Mẫu này hệ điều hành là Nine Nut và cũng bắt được Wi-Fi và được YouTube bình thường. Nhưng mà nó sẽ không có tìm kiếm giọng nói. Giá thành thì đang bán là 3.910.000, bảo hành là 2 năm. Hàng Chieco thì bảo hành 2 năm và đổi một trong vòng 1 năm. Lỗi sản xuất đổi mới trong vòng 1 năm. Hai cái mẫu 43 inch của Chieco 3.910.000 thì nó sẽ không có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Sử dụng hệ điều hành là Nine Nut, không có giao diện giống như Android này. Còn cái mẫu này thì có tìm kiếm giọng nói tiếng Việt này, sử dụng Android này, màn hình đều là Full HD hết nhá. Giá là 4.3 triệu, 3.910.000, hai cái mẫu giá rẻ. Mặc dù giá rẻ nhưng mà thiết kế viền mỏng nhá các bác nhá, viền mỏng, thiết kế đẹp. Đây, viền bằng nhựa, viền mỏng, chân đế để hai bên. Đây là hai cái mẫu TV màn hình Full HD giá rẻ hiện tại đang bán bên em. Bác nào muốn mua cái mẫu TV giá rẻ các bác có thể tham khảo hai mẫu này. Hàng của Việt Nam sản xuất và bảo hành vẫn là 2 năm. Thì trên đây là toàn bộ cái video cập nhật cái mẫu TV mà đang được nhiều bác quan tâm, từ size 43 cho đến 65, 75 inch. Bác nào mà muốn tham khảo thêm các mẫu khác, các bác có thể để lại bình luận dưới video thì em sẽ trả lời các bác dưới phần bình luận. Video của em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.